Ngồi này hơi xa. Hơi xa. Đây là đâu đây? Sau sau đồng đúng không? Ừ. Chắc cổ đéo thì chết. Ai đây? Cánh kiếp đéo hết. Chết này. Thì mày nó khôn thế. Còn mày đéo lại đâu nha anh nha. Mày nó ở đâu ấy? Con mái mà nó đến nó rục thì nhanh lắm. Ừ. Con mái nhanh không mà. Hơi như con này cũng mấy đâu. Cứ từ từ đi thì mẹ ra kia cứt gì mày gặp được thì nó đâu mẹ thì đấy nó vẫn đây hay đâu mãi về đấy. Nhanh nhẩu thế này mà đéo đá. Đang sang hết nhỉ? Ừ, đang sang hết sàng cầu. Ấy đéo về cái cành cây đi. Lên sập của dao chứ. Em bị mấy lần rồi, điên lắm, đang căng. Này đẹp phết, dài đòn phết, dài đòn nhỉ. Ôi trời, yếm, yếm hơi xấu. Thì chả có yếm luôn. Yếm lắm. Mình chim rừng bọn này đều thế hết mà. Có mấy khi được con nào cũng yếm đậm đâu nhỉ. Ừ, chim rừng đều thế hết. Ấy. Đâu đâu ấy. Vừa đá xong. Định hai con bâu nhau đá lầm rồi.
gần 6 phút tới nơi mà chưa đây.